Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ngày hôm nay thì bạn hạng 4 ở bên server của mình Vừa mới lên đó là con Necroma 11 sao Và ngay lập tức đã đánh với team mình luôn hai trận Nhưng mà kết quả là thua Hiện tại thì team của bạn đấy đang là 7 triệu 051 nghìn lực chiến này Và team của mình đang để trong đấu trường là như thế này Vẫn là cái team sắc đẹp đấy 5 triệu 7 này Và hạng 3 đây Là một người chơi theo kiểu tiên đất đá đây Nhưng mà cái team kia vẫn chưa thắng được này Thế bây giờ chúng ta cùng xem trận đấu của cái người chơi lên Necromancer 11 sao này. Việc lên Necromancer 11 sao này đồng nghĩa là việc họ đã không tích để cho lên Mega Mewtwo sắp tới. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên này. vừa đánh vào phát là con Mega Rayquaza bị hiệu ứng đó mê hoặc luôn. Mình để hai con có cái sắc đẹp ở hàng trên, suy ra là đánh vào thì có sẽ có tỷ lệ bị mê hoặc này. Mà đủ ấn nộ rồi thì nó không ra tuyệt kỹ mà bay lên trời luôn này bởi vì vẫn bị đang bị mê hoặc Với sắp tới nếu mà giả sử uh, magenta ra mắt thì để chống cái hiệu ứng đó là đôi mắt giận dữ của da magenta chắc là nên để lại nó negroma lên hàng trên thì sẽ tốt hơn. Bên kia thì tốc độ cao hơn bên mình này, lực chiến cũng cao hơn này, số lượng sạm cao hơn này. chuẩn bị đến tòa tuyệt kỹ của Necroma này. Đây. đây là 11 sao. Họ nuôi bây giờ cũng phải tầm triệu 2 này. 276. Lúc quả vừa rồi đánh trúng ở cái khiên của con Mega TNC nên nó chống được một đòn. 10 triệu này. Thầy nói tim mình thì vẫn cảm tưởng như vẫn là rất, rất là chắc trước cái tì, uh, sức tấn công của bên kia. Bên kia bị, bị phản đam nhiều quá. Thế nên các bạn thấy là bên mình còn chưa tấn công được nhiều. Nhưng mà bên kia cũng mất máu đi rất là nhiều rồi. Thêm cả bẫy nữa. Bẫy của Magena với bẫy của con Shiny Mega Gardevoir. Bây giờ mình đã tiến vào trạng thái trái tim đóng chảy này. 2 triệu 8 này. Hai bên đánh nhau này. Origin đánh toàn địch và bị làm cho một địch bị khống chế. bảy tại vì không có hiệu ứng mưa cho nên sát thương của con ui uh... điên đoạn vừa rồi nó bắn hai quả luôn nhưng cũng may là chỉ chết uh, có đúng một con thôi xong Magena cũng đã tử trận này còn Origin của mình thì vừa giúp cho hai bên pokemon bên mình vẫn sống sót Nói chung là lên được một con Necroma 11 sao đáng phết đấy. đánh rất là mạnh. Nhưng mà cũng may hàng trên của mình có con Mew Origin đứng để bổ trợ rồi. Mega TNC của mình thì vẫn sống này. Để, thì trong trận đấy này các bạn thấy đó là uh, con uh, Mew origin của mình dạy uh, như là rất là tốt luôn việc nó lên 8 sao lúc mà đợt trước cảm thấy là không không hề lãng phí luôn còn nó trụ hàng trên mới cả giúp cho hai đồng đội mình hàng dưới uh, không bị chết quả vừa rồi 119 triệu bắn rõ là rát và quả vừa rồi thì đây Mega TNC mình chính thức chết thật chết thật đây này, này bây giờ thì Mewozin mình đang biến thành Mega Ray và còn một mình con Necroma thôi chết trận đấu thứ hai vẫn bị tương tự như vậy vẫn bị dính mê hoặc của Mega Ray này bay lên trời và không ra được tuyệt kỹ này Lần này thì bị cướp lượn của con Mew Origin bên mình Đợt tới mà xong Mega Mew, Mewtwo thì mình còn mảnh vận năng là mình sẽ lên luôn Còn Necroma này lên 11 sao Còn nếu mà trong tình trạng là sắp tới S cộng nào mà hot hot chẳng hạn mà tốt thì chắc là mình lại để dành để con đéo để lên 8 sao Bên kia chỉ cần có thêm con Mew Origin 8 sao nữa thôi, mình nghĩ là có lẽ tốt hơn rất là nhiều nổ bom này hai triệu sáu nói chung mình thấy là chơi cái tim sắc đẹp này cái giảm thương cộng đến 50% cảm thấy rất trở nhân tim nó chắc hơn có cái đợt trước nếu mà nhây với cả cái tim mà theo kiểu mà um, Tiến tiên đất đá ấy, mình bị thua còn nếu không thì đọ với cả những tim mà dạng như là yếu máu giống như thế này thì bên mình có thể chiến thắng được nhờ bị ở dạng như là phản đam lại bên địch nhiều quá thì bên địch chết thôi Raymond đi với team này thì, thì có hiệu ứng mưa được hai lượt đầu tiên xong rồi mới kết thúc này tận này thì Necroma đã bị tử trận sớm quá 125 triệu này nhưng mà vẫn chưa chết này thế nên trong cái team này mình gọi như là rất là không muốn bỏ con Mew Origin ra bởi vì nó rất là tốt ở trong khoản hàng thủ quyền trên và các bạn thấy là con Shiny Mega Gardevoir của mình vẫn còn sống nhờ cái bảo bọc của con Mew Origin đấy Bẫy Xong Necroma đã tử trận Đấy là con nguy hiểm nhất ở bên kia cái này thì có vẻ là bên mình chiếm ưu thế hơn. Hiện tại đây mình chưa vẫn chưa chết con nào cả. Mà cái con nguy hiểm nhất là con Necroma đã tử trận rồi thì bên mình hoàn toàn có thể chiến thắng được cái bên kia rồi. Mega Ray thì đánh xong thì cũng tử. Bên mình mà kiểu dạng như chỉ cần lên được con Sonya 8 sao nữa thôi là đẹp luôn bổ trợ cho team bằng cách nào giảm thương bằng dây liên kết này. thôi trận này coi như mình thắng rồi này. Bên kia chỉ có mỗi Mega TNC làm sao đọ được với cả 6 con như thế này. Thì bây giờ mình sẽ vẫn chơi cái team đấy nhưng mà mình sẽ thử cho bằng một con dạng như là theo lại thứ tiên đất đá xem là nó sẽ như thế nào. Ừm, um, mu origin thì vẫn phải cần cho vào rồi này. Đây, bộ đôi bẫy với cả Thay cho bỏ margina đi thì chơi theo team kiểu này. Để đọ với người chơi đó xem. theo hướng bão cát như thế này thì vừa vào phát là con Shiny Mega Tiraita của mình nó sẽ có luôn cái cái tường cái tường này thì nó sẽ giúp cho tránh được những cái đòn mà hùng chế của địch này hay là những đòn tấn công này và bây giờ là sẽ có hiệu ứng bão cát giúp bên mình được giảm thương và kèm theo nữa là lúc mận rảnh thì nó sẽ tạo ra được đó là những cái đá bay rơi xuống địch sát thương thực này thêm một con hệ đá nữa thôi là kích hoạt được hiệu uh, ứng tiên uh, đất đá theo kiểu mà tường đá giống như thế này rồi Shiny Mega Gardevoir có này Raymond Gardon có này thế nên là chơi theo kiểu hướng uh, đá hai con đá để cùng với cả Shiny Mega Tiraita thì cũng sẽ có lợi hơn trong việc đánh đam phụ này các bạn cứ thấy cứ đánh phát lại có thêm một một số lượng đam nhỏ đánh lên địch này thì đó là đá bay của con Shiny Mega Tiraita thì tại vì mình đang để cái team sắc đẹp mà như Magena thì mình cũng thích này, cho nên mình cũng chưa muốn bỏ. Mà bỏ thì không có bây giờ không có chỗ luôn, có 6 con thì bây giờ phải chơi theo kiểu hướng như thế này. Thì với cái team tên đất đá, bão cát giống như thế này thì cái tường của bên mình nó chắc chắn hơn cái lúc trước. nó có sự khác biệt hơn hẳn. Bây giờ đây là team bốn sắc đẹp kết hợp với cả team bão cát kết hợp cả cả tiên đất đá luôn. Thì đoạn, bạn thấy đòn vừa rồi của shiny ta đánh lên toàn địch bởi đang hiệu ứng giận dữ của nó thì cũng bay được đống con rồi này. Bên kia thì con Necroma vẫn còn sống này Biến thành Mega TNC này Từ tới là bên bản chính chung sẽ ra mắt con à, ra con Mew ở trong sự Red Draw rồi Thì các bạn nên lấy một con nâng lên 8 sao Nó bổ trợ cho Necroma với cả team rất là tốt Một quả đá bay luôn chết luôn hai con đó là con uh, kio với cả megatensi dưới bão cát phát là con shiny megatyrant nó tỏa sáng luôn lần này mình sẽ đấu với là một trận khác cũng kích hoạt hoạt đó là cái bão cát nhưng mà mình sẽ chạy thay con zyde này vào tại vì nhiều lúc kiểu dạng như sát thương thực đấy Uh, thì con Gigade này nó sẽ chống chịu tốt hơn nhưng mà mình có lúc mình rất là thích con Gigade này luôn Mỗi khoảng là uh, 4 sao thôi Nó có rất là nhiều cái uh, Không được trâu cho lắm Và đến tối nay thì chắc là mình sẽ phải reset nó để còn có thể nuôi được con zamazenta uh, vào test rồi bởi vì không Biết bây giờ còn con nào có thể là uh, Bỏ nó để có thể là nâng được lên con mới cả Tầm mình nuôi tận 12 con rồi Cứ mỗi con uh, S cộng mới ra mắt chẳng hạn thì mình lại phải reset lại một con cũ thì đây đây một clip theo kiểu ví dụ như bạn nếu có con Gigade chỉ 4 sao mà không có Brian Gaudon thì bạn vẫn có thể chơi được tiêu kiểu hướng tim tiên đất đá bởi vì là con Gigade này nó bổ trợ cho tim tiên rất là tốt đó là tăng thêm tỷ lệ hồi máu và ngoài ra thì dưới hiệu ứng đó là cái khiên của con Mega TNC này thì nó cũng sẽ phòng thủ chắc chắn hơn Bùm 15 triệu Vẫn đang có hiệu ứng mưa Cho nên con Diamond Kyo đánh rất là mạnh Necroma này 8 triệu này Ta tiến vào trạng thái cháy à, giận dữ rồi Bây giờ thì Shiny Mega của mình được kháng từ hai lần À 2 lượt Và đòn tấn công của nó thì đánh toàn lịch này Chết luôn con Diamond Kyo mê hoặc cái đây là một con có khả năng hồi phục rất là cao Hậu nhiều như bây giờ trong 6 con này Thì mình sử dụng hầu hết là toàn sử dụng táo hết thôi Bão cát các bạn thấy vượt vừa, rồi Cả đống bão à, cát cái đá bay rơi xuống chơi hiệu ứng bão cát này tốt nhỉ? thì uh, cảm thấy team nó mạnh hơn về uh, cái khả năng đó là đánh lên địch về sát thương mê hoặc nữa thì ngoài, đấy là việc là uh, các bạn nếu mà không có mình Gondolin các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Gigade hay là một con hệ uh, đất đá nào đó tốt để cho vào team này để kích hưởng cái hiệu ứng bão cát có bão cát phát là có cái tường đá nhiều hơn bão à, đá bay cũng nhiều hơn. Thì về sau đang kết hợp giữa tim sắc đẹp với cả bão cát như thế này, thì vừa giảm thương được rất là nhiều. Mà mình cảm thấy đó là shiny mega tirayta của mình tỏa sáng cũng tốt hơn. Hiệu địch em bị hiệu ứng z này, hiệu ứng này tức nghĩa làm cho địch, loại à, à, như những hiệu ứng của địch đánh ra sẽ không có hiệu quả. Giống như là coi như một đòn đánh thường khi đánh lên hệ rồng hoặc hệ đất bên bạn. Zigaray thì nó còn có khả năng gây choáng bằng cái skill 2 của nó. Thế nên là các bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng Zigaray này được, hiện tại nó đang có 4 sao thôi, nhưng mà ở trong team này vẫn có thể trụ được. Một phần đó là nhờ đi theo hướng tiên đất đá. 251 triệu là do con Mewtwo của mình bắn đúng không nhỉ? nó bắt chiếc xong nó bắn bom một phát luôn. Xong, Necroma đã tử trận. Thì như các bạn thấy là kiểu dạng như là cái team mà kích hoạt với bão cát ấy, nó gọi là nó thấy chắc chắn hơn so với cả cái team mà lúc đầu tiên mình để đó là cái team năm Pokemon sắc đẹp giống như thế này, nhưng lúc mấy mình chơi theo kiểu vui thôi. Còn nếu mà giả sử có Celebi vào thì sao? Thì mình cũng chưa test, thì lúc khác mình test tiếp. Tối nay thì có Giam Magenta thì mình sẽ test với team Uh, có con Necroma 11 sao đó để xem da magenta 4 sao thì nó có thể trụ được. Con Necroma 11 sao đó được không?